Tây Ban Nha đã trải qua lạm phát cao nhất trong 38 năm qua, để cuộc sống của nhiều người dân rơi vào cảnh chật vật vì giá cả leo thang. Ước tính lạm phát khiến cho tiền lương của người dân mất giá khoảng 10%. Cùng với chi phí sinh hoạt tăng cao, nhiều người đã buộc phải tìm đến các ngân hàng thực phẩm để có thức ăn qua ngày. Ngân hàng thực phẩm ở thủ đô Madrid của Tây Ban Nha đã từng giúp hàng trăm gia đình thoát khỏi cảnh chết đói trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Nay lại chứng kiến hàng dài người dân xếp hàng khi đất nước đối mặt với cuộc khủng hoảng mới. Giá năng lượng, nhiên liệu và hàng hóa như thực phẩm đều tăng cao. Rất nhiều gia đình đang phải sống chật vật. Thậm chí, kể cả những người có công ăn việc làm cũng không chi trả nổi mức chi phí cao như vậy. Tỷ lệ làm phát ở Tây Ban Nha cao nhất ở tại khu vực châu Âu, thế nhưng mức lương trung bình lại nằm trong nhóm thấp nhất khu vực Tây Âu. Mùa đông này tôi sẽ không thể sửa ấm căn nhà vì giá ga tăng quá cao, mà người ta chỉ có thể sử dụng ga để làm nóng nước. Nước ấm chỉ đủ để tắm và rửa son nồi. Chính phủ Tây Ban Nha đang nỗ lực khắc phục ảnh hưởng của chi phí năng lượng tăng cao bằng cách giảm thuế giá trị gia tăng đối với hóa đơn năng lượng và đạt được một thỏa thuận với Liên minh châu Âu EU, theo đó cho phép nước này hạn chế ảnh hưởng của giá khí đốt đối với chi phí điện, cũng như tài trợ 20 suaro trên mỗi lít xăng.